Tụi nó chế á. Mới vé xong hả? Chụp lại cái coi, trả cho bắn đã nè. Nhanh vậy. Rút kính luôn. Ôi! Cái 35 á là đây quanh đó có được đủ 35 không? Tại vì là mình bắn là một là không được quá gần bắn, mình phải bắn dính cờ gì má, một là bắn dính cờ cái gì gần cờ không được qua hoặc là không được quá xa hoặc là quá gần cờ đúng không? Bắn quá xa cờ là bị loại, phải là gần cờ á, lực ít thôi đó đó bay kìa. Hồi nãy tụi tôi học nó bắn ra tới dính cửa luôn. Dạ. Cho lên hỏi rồi coi đủ. Ngốc. Ủa chị ơi, cô ơi. Hồi nãy canh đủ không? Hả? Hồi nãy canh đủ 35 độ không vậy? 40 nha. 40 hả? 40 tầm đó là được rồi đúng không? Mình đang thả xuống 35 nhưng mà đâu thì mỗi lúc ta sợ. Rồi trường đầu tiên. Đây là con lửa nè. Tao lỡ rồi, tránh ra nhau ơi. Yeah.
Chưa bao ngờ ba chuẩn mày. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.